Sau khi Thiều Bảo Trâm đăng ảnh chiếc bánh cùng dòng chữ Be Happy Sister lên story và được hội chị em bạn gì đăng lại với ẩn ý, có người thứ ba xen vào cuộc tình của cô nàng. Drama tình cảm chính thức nổ ra làm dậy sóng cộng đồng mạng. Kế tiếp đó, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP lần lượt có những động thái cụ thể như unfollow Instagram, chia sẻ đầy ẩn ý khi trình diễn trên sân khấu, khiến cho cư dân mạng lại thêm tin chắc mối quan hệ này đã rạn nứt. Và giữa cơn bão drama ấy, lượng người theo dõi dành cho ba nhân vật chính đã có sự thay đổi hết sức bất ngờ. Ở thời điểm ngày 21 tháng 1, có thể thấy Instagram của Thiều Bảo Trâm đang có 1,5 triệu người theo dõi. Với Sơn Tùng là 5,9 triệu follower và số người theo dõi của Hải Tú là 240.000. Nhưng ngay sau khi ồn ào xảy ra, lượng follow Instagram của ba nhân vật cũng tăng một cách chóng mặt, biến động theo từng phút một. Theo đó, Thiều Bảo Trâm là người có số follower tăng mạnh nhất, gấp nhiều lần so với Sơn Tùng và Hải Tú khi nhanh chóng cán mốc 2,1 triệu người, tăng hơn trước 600.000 người. Sự biến động vẫn chưa chấm dứt. Vào ngày 24 tháng 1, Sơn Tùng MTP chính thức xuất hiện sau 3 ngày drama và làm dấy lên nghi vấn gửi lời nhắn "Thương em" đến Thiều Bảo Trâm. Chỉ số follower trên Instagram của nam ca sĩ bất ngờ có dấu hiệu giảm sút. Theo báo cáo Socio từ trang Socio Daybo, trang Instagram của Sơn Tùng đã bị mất khoảng 4.000 follower. So với con số đã quá khủng ở Instagram của sếp thì lượng fan từ bỏ idol này không nhiều. Dẫu vậy, điều này vẫn cho thấy đã có một lượng người hâm mộ quyết định quay lưng với nam ca sĩ vì phản ứng với bạn gái tin đồn giữa ồn ào rạn nứt và loạt nghi vấn trà xanh. Ồn ào tình cảm của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP vẫn chưa đi đến hồi kết và ngày càng có nhiều vấn đề tranh cãi đẩy mọi việc đi xa hơn. Đinh Ngọc Đàm và Xoài Non là những người đầu tiên khiến cư dân mạng hít hà về chuyện trà xanh dậy sóng mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, nữ streamer này và vợ Simisix đã đăng tải hình ảnh động viên Thiều Bảo Trâm và hé lộ những chi tiết đầu tiên của nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay, làm dậy sóng cộng đồng. Nhưng sau đó, Đinh Ngọc Đàm đã xóa đi story khá bóng gió của mình và im lặng về vấn đề này suốt những ngày qua. Mới đây nhất, nữ streamer này đã đăng tải status với dòng điệu vô cùng bức xúc và qua đó hé lộ những điều chi tiết đầy bất ngờ. Theo như những gì mà Linh Ngọc Đàm chia sẻ, thì sau khi đăng tải story mở đầu cho nghi vấn trà xanh, thì thời gian vừa qua cô nhận phải rất nhiều chỉ trích. Không chỉ bị cho rằng bú phèm, Linh Ngọc Đàm còn cho biết cô còn bị body shaming và nhắc lại chuyện clip set không hề có thật trước đó trong status mới nhất. Ngoài ra, nữ streamer này còn tiết lộ nhiều tin tiết bất ngờ. Mình nhìn thấy và nghe thấy những thứ quá đáng bằng tai và mắt. Mình làm gì cũng phải xem ý kiến bạn mình, chứ mình không rảnh, tự dưng khóc thuê khóc mướn. Hay, sao hôm nay quan tâm ai thì bên người đó, chứ đừng có vì tẩy xóa mà dìm người khác xuống. Cái lý do duy nhất các bạn có là thiếu bằng chứng. Vậy thì bám lấy nó mà cho qua chuyện này một cách êm xuôi đi, bởi vì cái lý do đó không vững vàng lắm đâu các bạn ạ. Theo đó, Linh Ngọc Đàm đã hé lộ đã mắt thấy tai nghe và có bằng chứng quan trọng trong vụ việc khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên vì không phải là nhân vật chính nên Linh Ngọc Đàm mới có phần kín tiếng và không thể thoải mái như phong cách vốn có của mình mà thôi. Mới đây, Garena Free Fry đã đăng tải thông tin kết hợp với Sơn Tùng MTP trong việc xây dựng và cho ra đời nhân vật có tên Skyler ở tựa game này. Nhân vật trong game được khắc họa rõ nét với những đặc điểm nổi bật của phiên bản đời thực. Cùng với đó, những hình ảnh đầu tiên về nhân vật Skyler Sơn Tùng MTP trong Free Fry cũng đã xuất hiện. Skyler được xây dựng, mô phỏng giống hệt Sơn Tùng MTP ngoài đời thật với mái tóc phong trần, gương mặt bánh bao cùng bộ vest trắng cực kỳ lịch lãm. Cái bắt tay này được nam ca sĩ tiết lộ là dự án đặc biệt nhất, là sự giao thoa của âm nhạc và game, của nghệ thuật và công nghệ. Màn hợp tác này hứa hẹn sẽ mang đến một nhân vật sở hữu kỹ năng tuyệt đỉnh, tung hoành khắp các mặt trận, giúp người chơi có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong game. Như vậy, Sơn Tùng MTP sẽ là người Việt đầu tiên có mặt trong Free Fire, tựa game bắn súng sinh tồn hàng đầu hiện nay. Trước đó, nhiều ngôi sao lớn thế giới Cristiano Ronaldo, DJ Alok đã có mặt trong Free Fire. Trên các diễn đàn game, cộng đồng không ngừng thảo luận về vấn đề này. Trong khi fan ruột của Free Fire thì phấn khích, tự hào bởi con game yêu thích có thêm bước đi đột phá sau màn kết hợp với Ronaldo. Phía bên kia chiến tuyến, lực lượng lỡ anti game này nhưng hâm mộ nam ca sĩ Sơn Tùng MTP thì đành ngậm ngùi dù không thích nhưng cũng phải nhắm mắt tải game vì không cưỡng lại được trước sự hấp dẫn của nhân vật mới. Xóa game rồi, chắc tải lại quá. Khắc chế được chrono thì mua, không thì thôi. Kiểu này chắc đắt lắm. Trong năm 2020, Free Fire đã có nhiều màn hợp tác thành công với những người nổi tiếng như DJ Alok, DJ KSXMR, diễn viên Hollywood Hendrix Rosen. Đặc biệt, game Mobile Esports của năm 2020 được cho là đang có màn hợp tác thương vụ khủng với cái bắt tay cùng siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.
Ngày 27 tháng 1 năm 2021 tới đây, sự kiện hợp báo ra mắt dự án hợp tác Free Fire với Sơn Tùng MTB sẽ được phát sóng lúc 19 giờ trên kênh YouTube chính thức của Gardena Free Fire Việt Nam.